Ok, hello anh em. Chào mừng tất cả anh em quay trở lại nhá. Ok anh em ạ, thì hiện tại là tôi đã về lại cái căn nhà của tôi đây. Và tôi đã dọn hết sạch đồ rồi. Mình lại sạch sẽ như là chưa làm gì rồi ha. Đây, nếu mà anh em có thể thấy là cái rìu và cái sẻng của tôi là nó đã được sửa chữa hết rồi đấy đúng không? Cái rìu của tôi được sửa chữa rồi. Bởi vì tôi đã khảm nó và tôi đã tới cái máy farm giáo hộ biển ấy. Tôi farm và nó đã sửa khá là ngon rồi anh em ạ. Tất cả mọi thứ của tôi bây giờ đều gọi là ngon nghẻ hết rồi. Ok anh em ạ, thì nếu mà anh em nào mà chưa biết thì trong buổi trước là tôi đã xây một ngôi nhà hình con cá heo ở giữa biển là rất là đẹp anh em nhá. Dễ thương lắm, nếu mà anh em nào mà chưa xem thì đi xem đi nhá. Ok anh em, thì nếu mà anh em nào mà đã xem tập trước rồi thì trong tập trước là tôi có đề cập đến chuyện là tôi đã xây một cái máy farm ở một vùng biển lạnh đấy đúng không? Đấy, chính là máy farm ở gần cái giám hộ biển đấy. Và đây, trong tập này tôi sẽ tiết lộ cái máy farm ấy là máy farm gì luôn anh em ạ. Đó là máy farm xác sống dưới nước anh em nhá. Đấy, nếu mà anh em nào mà chưa biết ấy thì xác sống dưới nước nó không chỉ có mỗi cái chuyện là nó cứ spawn nó đánh mình rồi sau đó mình giết nó mình chả được cái gì đâu, mà là nó có một cái thứ vũ khí nữa mà mình không thể craft được nhá, mà mình chỉ có thể lấy được từ cái bọn đấy thôi. Đó chính là cây đinh ba anh em ạ. Đấy, và cái tỷ lệ mà nó rơi ra cây đinh ba đấy khi mà giết cái bọn drown đấy, đó, cái bọn xác sống dưới nước này là rất là thấp. Bọn drown nó spawn ra nhá là chỉ có 6% là chúng nó sẽ cầm cây đinh ba. Mà trong số những thằng cầm cây đinh ba ấy là khi mà nó chết ấy là chỉ có 11% là nó sẽ rơi ra cây đinh ba. Đấy, nên là nó rất là hiếm anh em ạ. Nên là nếu mà mình mà không xây máy farm bọn xác sống dưới nước ấy thì khả năng là mình kiếm được cây đinh ba là rất là khó. Đấy, nên là hôm nay là tôi sẽ xây máy farm đấy anh em ạ. Ok, thì bây giờ là kế hoạch của chúng ta hôm nay sẽ như này anh em nhá. Tôi sẽ đi chuẩn bị đồ, sau đó là tôi sẽ mang hết đồ đến cái chỗ nhà con cá heo luôn. Sau đó chúng ta sẽ xuống loot cái lâu đài đại dương trước, để chúng ta loot mấy cái khối vàng này rồi loot mấy cái cục hút nước này đúng không? Sau đó là chúng ta mới bắt đầu xây đến cái máy farm xác sống dưới nước anh em nhá. Ok, thì bây giờ tôi chuẩn bị đồ. Tôi phải nói thật với anh em ấy là chuẩn bị đồ là nó rất là thốn anh em ạ. Nó không có nhiều đồ đâu, nhưng mà nó có một cái nguyên liệu rất là thốn, đó là hắc diện thạch. Chúng ta phải cần 56 cục hắc diện thạch cơ anh em ạ. Nên là giờ tôi sẽ xuống dưới cái hầm trú của dân và tôi sẽ đào rất là nhiều anh em ạ. Ok anh em, thì trước khi video thì anh em đừng quên like và subscribe cho tôi nhá. Nó free mà, nhưng mà thật sự nó có ý nghĩa đối với tôi lắm luôn anh em ạ. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok anh em, thì bây giờ tôi sẽ xuống tôi đào obsidian thôi anh em ạ. Ok anh em ơi, tôi đã đào được 56 cục hắc diện thạch rồi đây. Bây giờ tôi hay đi chuẩn bị nốt các cái đồ lung tung khác và sau đó là tôi sẽ cầm tới cái ngôi nhà cá heo của tôi thôi anh em ạ. Khi nào tôi xong rồi tôi sẽ quay lại với anh em nhá. Ok anh em ơi, tôi chuẩn bị xong hết đồ rồi đây anh em ạ. Đây, tôi cho anh em xem. Đây, tôi đã phải craft thêm thuốc thở dưới nước này. Bởi vì là mình xây máy farm dưới nước mà chắc chắn là phải có thuốc thở rồi ha. Đây, thuốc nhìn trong bóng tối và thuốc tàng hình là do hồi trước là mình xây cái máy farm này là nó còn thừa lại đấy anh em. Nhà tôi mang ngay luôn. Thuốc nhìn trong bóng tối biết đâu chốc cần nhỉ. Còn thuốc tàng hình là rất là cần nhá, là để cho mình đi loot cái lâu đài nữa, bởi vì tôi còn chưa đi loot cái lâu đài nữa. Đây, tôi cho anh em xem cái danh sách nguyên liệu đây. Tôi chuẩn bị hết rồi. Và tôi thật là cái quyết định gọi là cứ tưởng là nó đần độn nhất của tôi nhưng mà nó lại là sáng giá nhất của tôi ấy anh em ạ. Đó chính là xây máy farm đá. Thật sự là tôi rất là thích cái máy farm đá luôn anh em ạ. Thật nhờ, máy farm tuyệt vời nhất cuộc đời tôi. Quá ngon anh em ạ. Đây, anh em nhìn mấy cái này thì tôi thật là cái mà tôi này ra nhất là các diện thạch thôi. Còn lại mấy cái này thì tôi chuẩn bị cũng mất tầm có 30 phút thôi. Thì tôi cũng không có kể thời gian mà tôi mang đồ chạy từ ngoài nhà tới đây đâu. Chứ mà mấy cái đồ lung tung này chuẩn bị mất tầm 3 phút thì cũng nhanh mà nhỉ.
thì còn thiếu mất một nguyên liệu cuối cùng thôi anh em ạ, đó là những quả trứng rùa anh em ạ. Chúng ta cần 4 quả trứng rùa. Thì theo như tôi được biết đấy, đó là ở cái hòn đảo cát mà hồi trước chúng mình đã nhìn thấy nó ở phía này này. Đấy, là nó có vài con rùa. Ê, nên là tôi đã ra và tôi bắt vài em rùa để tôi nhòm thử xem có em rùa nào dưới biển không anh em ạ. Hồi trước cái lúc mà tôi bơi qua đây là tôi có nhìn thấy vài đây này đấy, tôi biết mà. Ê, chào em, ôi dồi. Nhưng mà có một em thì không làm trứng này anh em ạ, phải cần hai em cơ. Còn em nào không? Mà từ từ đã anh em ạ. À, chúng ta cứ dùng cái cuốc có độ mềm mại để chúng ta lấy cái rêu đã. À, đấy rồi, ngon quá, ngon, có hai em rồi, để chúng ta lấy cái này đã anh em ạ. Bởi vì là ấy là mấy con rùa nó ăn cái này mà. Ô, sao mà nó không rơi ra? Ô, ơ cuốc của tôi có độ mềm mại mà. What? À, hình như game nó fix rồi anh em ạ. Tiếp theo cho tôi nhớ là tầm 2 năm trước là mình dùng cuốc có độ mềm mại là mình cũng ấy được cỏ nhá. Nhưng mà bây giờ có vẻ là mình cần phải có cái kéo rồi. Vậy chắc là tôi sẽ đi tìm cái hang động nào xung quanh đây để tôi tìm bạc anh em ạ. Wow anh em ơi, tôi không ngờ là sao cái hang động này nó to này. Úi dồi ôi, mày đừng bắn tạo. Hơ, úi dồi ôi, hai thằng kia đánh nhau rồi. Anh em cá hai thắng. Úi dồi ôi, ba con skeleton dưới kia rồi. Thôi, kệ ở đây anh em ạ. Đào nhanh rồi trốn thôi. Lượn thôi anh em ơi. Đủ rồi. Úi dồi ôi, nó đẩy tôi kìa. Láo thật. Rồi, ok các bạn, đủ rồi. Tôi trông cái hang động ấy nó khá là to, trông cứ như kiểu là cái bản update của 1.17 ấy nhở. Nó là to anh em ạ. Nào, đặt nước. Rồi, đủ rồi anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ đi về và tôi nung cái số bạc này rồi tôi làm cái kéo là được anh em ạ. Để tôi nhòm xung quanh đây xem có đá không, rồi tôi đào đá luôn rồi tôi grab cái lò nung luôn à. Đấy, nhanh gọn này các bạn, mình có kéo là mình sẽ cắt được cái cỏ biển đây. Mình cắt đấy cỏ biển là mình cho rùa nó ăn này và nó sinh trứng cho mình rồi. Quá ngon. Đấy, vừa xuống cái đậy bắn cho rất là thương tích đây các em. Mà nói chung là tầm này thì cũng chả đau đâu nhỉ. Đâu rồi, mình khỏe lắm rồi. Ôi, không có nguyên liệu rồi, để tôi đi chặt tí gỗ rồi tôi nung cho xong cái này luôn anh các bạn. Holy shit. Úi dồi ôi, tôi đào than xong tôi bị rơi xuống hang động anh em ạ, căng quá. Chúng mày mất dạy thật. Nó dám đánh tôi anh em ạ, thôi kệ chúng nó đi. Kệ chúng nó đi anh em ạ. Mình đi thôi, mình xong việc của mình rồi. Từ từ tôi ăn cái đã, ghê quá. Con creeper nó nổ, tôi bị mất một nửa số máu luôn đấy anh em ạ, căng thật. Rùa giáp tôi khá khỏe ở đấy, ghê thật anh em ạ. Kệ đi, skeleton tầm này nó bắn nó gãy ngứa cho mình thì chả sao đâu anh em ạ. Mình cứ cho nó bắn, mình cho tập bắn cho chuẩn đi chứ đôi khi tôi thấy nó bắn thuần cà anh em ạ. Rồi, hey, bây giờ tôi lên trên thôi anh em ạ. Rồi ok anh em, đã tôi đã nung xong sắt rồi anh em ạ. Đấy, bây giờ tôi sẽ làm cái kéo và tôi đi tới cắt cỏ và tôi cho rùa nó sinh sản thôi anh em ạ. Đấy, cái kéo mình làm cái này này. Đấy, có cái kéo rồi mình bơi xuống biển rồi mình cắt tí cỏ nào. Mong là mấy em rùa vẫn ở đấy. Ôi, con cừu con ủi sinh thế. Tôi nhìn con cừu con này tôi nhớ lại cái con cừu hồng mà tôi gặp ở tập 1 anh em ạ. Đấy, cái em cừu hồng của nhà mình đấy. Đâu rồi tôi, đây rồi cái em rùa rồi. Đấy, xuống cắt tí cỏ này. Đây đúng không? Rồi. Ôi, cỏ biển ngon rồi, rùa ơi, theo anh em ơi. Em sắp có baby rồi em ơi, theo anh. Rồi, đâu ấy nhở? Có một em rùa ở đâu ấy nhở? À kia rồi, đây em ơi, đây mà em. Rồi, thì vào bờ em ơi. Theo anh. Thế mà tôi trông có, ô, con rùa ấy, thì là con rùa con à? Trời ơi, tôi nhìn tôi cứ tưởng con rùa to. Hình như là con rùa to là nó ở đâu đó ở ven biển anh em ạ. Để tôi chạy ven biển tôi nhòm thử không nào. Rồi anh em ơi, đây rồi. Úi dồi ôi, cuối cùng tôi cũng đã đưa được hai em rùa gọi là gặp nhau rồi anh em ạ. Nào, cho anh baby.
Trái tim đâu? Hiện lên rồi. Nó ra kinh nghiệm, có nghĩa là một con đã mang trứng ở đây anh em ạ. Ấy, bây giờ đợi nó bơi ở bờ rồi nó sinh sản thôi. Con nào vậy? Con này hay con kia vậy? Hình như con này là con đực anh em ạ. Để nó nhòm xem hai con này thì trứng nó thì con nào thì nó sinh trứng. Hình như là con này sinh trứng đấy anh em ạ. Đây này, đây này. Đây này con này này. Tôi thấy nó cứ bơi chậm chậm, tôi trông nó như kiểu là nó sắp sinh trứng. Em vào bờ đây rồi em đẻ anh quả trứng đi em. Em đẻ anh 4 quả để anh còn đào đi em ơi. Ôi nó bơi chậm chậm. Chắc là do nó mang trứng có nặng đây anh em ạ. Ố, hình như nó mang trứng đúng không? Tôi nhìn thấy ở dưới nó có cái gì này. Trông giống bụng 6 múi à? Hờ. Đúng rồi. Em vào bờ em sinh trứng đi, đúng rồi, hay quá em ơi. Đúng rồi, đây 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 đấy. Hờ. Đấy. Đấy, chụp ảnh cái. Nào. Em cho anh quả trứng á mày. Ok các em ạ, tôi đứng tôi nhìn con rùa này nó vùng vẫy từ sáng tới chiều luôn rồi. Vẫn chưa sinh xong trứng. À đây rồi. Ủa ơi. Mấy quả, một quả quất tờ. Rùa. Đùa tao rùa. Chúng có sinh có một quả. Ô. Nó lại có thêm hai con nữa. Rùa ơi, đi vào đây rùa ơi. Đúng rồi. Đi vào đây em ơi. Đi vào đây. Anh cho em ăn. Ở đâu rồi? Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Chửi nhau đi hai em. Vào luôn. Vào luôn em. Thì là tôi có chỉnh cho cái hình ảnh là nó để cho mấy cái hiệu ứng là nó gọi là ít nhất có thể ở đây anh em. Thế nên là anh em mới không thấy trái tim ấy, chứ thực ra là chúng có chơi nhau rồi. Thơ. Đây, sau khi có trứng nhá, là mình sẽ dùng cuốc có độ mềm mại để mình phá trứng đi. Đấy, là mình sẽ nhặt được trứng rùa. Ê. Đẹp không anh em? Con này nó sinh bao nhiêu quả? Hai quả đấy à? Ôi chết cha rồi. Tôi phải dùng cuốc chứ, đúng rồi, nhầm. Ê. Có hai quả thôi anh em ạ. Nếu vậy tôi cần phải đi tìm thêm một cặp nữa và tôi cho sinh rồi. Ok anh em ạ, khi nào mà tôi tìm đủ tôi quay lại với anh em nhá. Ok anh em, tôi có được thêm một quả trứng rồi anh em ạ. À, bây giờ tôi đã chạy tới cái máy farm của tôi được anh em ạ. Phá quả trứng hay đi. Rồi, có 4 quả rồi anh em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xuống dưới cái lâu đài dưới đại dương để chúng ta loot đồ anh em nhá. Hey, đầu tiên là tôi sẽ phải quay về cái thuyền, cái bè của tôi để tôi lấy cái thuốc tàng hình đấy anh em ạ. Ok anh em, bây giờ tôi sẽ bắt đầu tôi bơi xuống dưới kia để tôi lút đồ anh em ạ. Đấy, nào, cởi quần áo ra bơi nào. Úi dồi ôi, bơi này lạnh teo cu đây kìa mà. Rồi, bơi thôi. Úi dồi ôi, trong Minecraft mà có chế độ lạnh chắc là tôi hiện mắc chế độ lạnh luôn đây anh em ạ. Đâu ấy nhở, thì cái đường vào đâu ấy nhở đấy. Nếu mà mình bơi vào đây thì mình sẽ bị đẩy lên anh em nhé. Đấy, vui lắm hờ. Vui lắm. Đấy. Đấy, tôi bơi cùng các em cá hờ. Đấy, bây giờ tôi sẽ đây. Cổng vào đây. À, chúng ta sẽ bắt đầu bơi vào, chúng ta lút đồ anh em ạ. Tôi sẽ tìm cái phòng mà nó có cái hút ẩm ha, bởi vì chúng ta phải cần cái hút ẩm chúng ta mới có thể. Ôi. Chà rồi, thuốc tàng hình tôi cần phải lấy cả thuốc thở đó các bạn. Từ từ anh em ạ, từ từ hờ. Ui chết cha rồi, chết cha rồi, chết cha rồi, chết cha rồi, chết cha rồi. Wow 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 wow. Tí chết đây. Đấy, quên để từ từ về lấy thuốc thở ra các bạn, quên à. Ok anh em, chúng ta đi vào lút đồ lại rồi anh em ạ. Tôi nhỉ, đi đường nào nhỉ? Để tôi thử mò đường anh em ạ. Đây rồi, đây là cái phòng mà nó chứa toàn vàng đấy anh em. À, chúng ta sẽ xin một ít vàng nhỉ. Xin ít vàng về làm kỷ niệm. Rồi. Đấy, chúng ta sẽ đào vào đây anh em nhá. À đúng rồi, tôi còn chưa nói với anh em đó là cái bọn xác sống dưới nước ấy, là chúng nó không chỉ cho có mỗi cái đinh ba thôi anh em nhá, mà chúng nó cũng cho một cái nữa rất là hiếm là cũng không craft được luôn. Đấy, ngoài cái đinh ba á, đó là vỏ sò anh em ạ. Ấy, cái vỏ sò đấy là sau này là mình làm được một cái nó giúp mình thở được vĩnh viễn dưới nước luôn anh em nhá. Đó là khi mình mà đứng trong cái tầm của nó là mình thở vĩnh viễn dưới nước luôn, cực kỳ tuyệt vời luôn anh em ạ ha. Đấy, thế nên là làm máy farm xác sống dưới nước là một lựa chọn mà tôi nghĩ cũng gọi là không có gọi là tệ đâu hề. Ha, bây giờ tôi sẽ đi tìm cái phòng mà nó đựng những cái hút ẩm anh em ạ.
Ok các em ơi, thì tôi đã đi tìm hết xung quanh ở trong cái lâu đài luôn rồi, nhưng mà sự là tôi không thấy một cái phòng nào là nó chứa những cái cục hút ẩm anh em ạ. Đấy thì là các cái lâu đài là nó luôn có tỷ lệ là nó sẽ có một phòng nó chứa những cục hút ẩm nhá. Đó thì có vẻ số tôi khá là xui xẻo anh em ạ. Khá là xui xẻo. Thì là cái lâu đài mà cái gua normal mà lần đầu tôi chơi trên kênh tôi ấy thì nó cũng không có luôn. Mà cái gua hardcore 1000 năm này cũng không tìm thấy luôn ha. Chắc là sau này là mình phải tìm thêm một cái lâu đài khác anh em ạ. Thôi không sao anh em ạ. Không có hút ẩm thì tôi nhớ là ở nhà tôi hình như là có hai cục hút ẩm ấy, để chắc là tôi phải chạy về nhà tôi lấy anh em ạ. Vừa nãy tôi đi tôi quên mất không mang chứ. Từ từ chạy về nhà lấy anh em nhé. Ok anh em ạ. Sau một hồi quốc bộ về nhà và tôi không tìm thấy cái hút ẩm đâu, tôi quay ở đây và tôi tìm trong mấy cái rương này. Đây, miếng bọt biển ướt đây anh em ạ, chính nó. Đấy, hồi trước là mình giết cái con giám hộ lâu năm là nó rơi ở đấy. Đấy, thế mà tôi không nhớ anh em ạ, tôi chạy tận về nhà luôn ha. Đó là đần độn rồi. Đấy, nói chung là xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại và chúng ta nung cái bọt biển ướt anh em ạ, để cho nó thành hút ẩm đấy. Và chúng ta đã bắt đầu xây được cái máy farm xác sống dưới nước rồi anh em ạ. Ok anh em ơi, tôi đang đi tìm cái vùng biển sâu để tôi chuẩn bị xây máy farm đây, thì tự nhiên tôi gặp cái đảo nấm luôn anh em ạ. Nó ở khá gần cái con cá heo của mình anh em nhé. Đây con cá heo của mình nó phía này. Tôi vừa mới đi qua phía này một tí thôi, gặp đảo nấm luôn anh em ạ. Đây trên cái đảo nấm này nó có mấy cái cũng khá là vui ấy, tôi lên cho anh em xem đây này. Anh em thấy cái đất này của nó khác chưa? Đấy, cái đất này nó là cái đất gì ấy? Cái đất nấm ấy sao ấy? Để tôi dùng cái quốc độ mày mạng vào đào cho anh em xem. Nào, đọc xem là cái gì. Khuẩn ti thể, úi dồi ôi, sao cái gì rắc rối thế? Chả hiểu cái khuẩn ti thể là cái gì đâu anh ạ. Đấy, nhưng mà nói chung là trông nó khá là đẹp anh em nhỉ. Cái là lạ đây. Ở đây là các con bò mà bị gà lở anh em nhá. Đấy, anh em có thể thấy trên người nó mọc khá nhiều nấm. Các con bò này khá hay anh em nhá. Anh em chỉ cần có cái bát, anh em ấn vào nó là anh em sẽ có súp bò nấm. Đấy, là anh em chỉ cần có một con bò nấm này là anh em có vĩnh viễn đồ ăn anh em nhá. Bởi vì là nó sẽ không bao giờ nó hết sữa bò luôn thôi. Đấy, anh em cứ ấn vào nó là anh em có súp bò nấm, nhưng mà anh em phải có bát nhá. Cái vùng này khá là hay anh em ạ, để tôi chụp cái tọa độ cái. Đấy, có gì ở sau này mình còn quay lại mình lấy anh em ạ. Ok anh em ơi, sau một hồi mà chạy xung quanh đây để tìm cái vùng biển sâu thì tôi cũng không có tìm thấy anh em ạ. Thì thực ra là mình xây ở cái vùng biển của mình cũng được. Nhưng mà cái vùng biển của mình ấy là vùng biển sâu nhưng mà lại lạnh nữa cơ anh em ạ. Cái vùng biển mà trong video nó bảo là nên xây ấy thì là vùng biển sâu thôi. Thì tôi cũng không biết là tôi xây ở vùng biển sâu lạnh của tôi này có được không. Tôi kệ đi anh em nhá. Hên xui nhỉ. Dù sao thì biển sâu lạnh thì cũng vẫn sâu mà đúng không nhỉ? Vẫn sâu mà. Nè chúng ta xây nó ở đây anh em nhá. Để tôi chạy qua phía này anh em ạ. Chạy qua phía này bởi vì tôi nhìn đất ở đây nó bằng bằng. Tôi nhìn đây nó bằng bằng anh em ạ. Ồ, cái này là Deep Frozen Ocean luôn à. Ôi, cái này là vùng biển gọi là biển đóng băng luôn anh em ơi. Là biển đóng băng luôn, thôi biển lạnh thôi. Đây ở biển lạnh đây, ở đây để tôi nhìn cho nó bằng bằng rồi tôi xây các bạn. Từ từ nhỉ, tôi còn về tôi mang thuốc rồi đó, tôi về tôi mang thuốc rồi đó anh em nhá. Ok anh em ạ, tôi đã uống thuốc ở đây anh em ạ. Đây, anh em nhìn thấy sáng hơn chưa? Đấy, khá là sáng ở đây anh em nhỉ. Ủa nó bắn tôi đau quá. Đây, chúng ta sẽ bơi ở đây và có xây ở dưới này anh em ạ. Đây, tôi nhìn cái chỗ này bằng bằng cái này. Nè, tôi đã xây nó ở đây nhá. Đúng không nhỉ? Được anh em ạ, chúng xây luôn rồi. Bây giờ lúc đầu chúng ta xây nhá, chúng ta sẽ bắt đầu bằng kính anh em ạ. Kính ra, chúng ta xây một hình vuông 5x5 anh em nhá. Đấy, 5 cái ở đây này và 5 cái cũng ở bên này luôn này. 4 rồi này. 5. Xong rồi chúng ta sẽ lấp đầy cái ở giữa thôi anh em ạ. Đấy. Tôi đứng ở đây mấy ngày mà tôi cũng không có thấy draw spawn, thật là tôi cũng hơi lo. Nhưng mà chắc cũng không sao đâu nhỉ. Sau khi tới đây xong anh em nhá, chúng ta sẽ xây lên này. Đấy. 4 ô anh em ạ, sau đó là chúng ta sẽ để cách thừa 2 ô ở dưới này ra. Đấy, chúng ta sẽ xây vòng vòng như này. Bao xung quanh cái máy farm anh em ạ. Đấy. Ok anh em. Sau khi mà anh em đã xong như này rồi nhá. Sau khi anh em xong tường rồi thì anh em phá hai cục mà vừa nãy mình xây bên dưới đi. Xong anh em dùng cái cổng. Em dùng cái cổng này, anh em đặt như này anh em ạ. Đấy, ôi chết rồi, nhầm. Đặt mỗi bên là đặt mỗi cái cột này là hai cái anh em nhá. Đấy, làm bên này cũng vậy. Nếu vậy là tôi bị thiếu mất cổng à.
À không sao, tôi có mang gỗ anh ạ. À, để từ từ tôi làm xong cái cổng này xong tôi quay về tôi làm thêm cổng. À. Rồi ok anh em. Sau khi mà anh em xong 8 cái cổng ở 4 cái cột này rồi ấy thì anh em sẽ dùng đến cái chắp đo này. Đấy, chắp đo. Em đặt nó như này. Ok chưa? Mà đặt nó như này à? Hình như là không đúng anh em ạ. Đây, đặt nó như này anh em nhá. Đấy, phải đặt nó như này. Đấy, phải đặt nó xuống như vậy. Úi giời ơi. Ái chà, ui em chào anh. Úi giời ơi. Tôi nhìn thấy mấy cái anh này mấy anh spawn mà tôi vui quá anh em ạ. Cuối cùng thì mấy anh cũng spawn rồi. Thế tôi cứ tưởng là mấy anh không spawn ở cái vùng này. Vui. Quá vui kìa mà. Đấy, chúng ta đặt nó thành cái này anh em nhá. À đi. Đấy. Bên này cũng vậy này và cái bên kia cũng vậy thôi. À. Úi giời. Anh cứ từ từ nhá. Em xây nhà cho các anh nhá. Em xây nhà cho các anh ấy. À. Mấy cái con sắt sống dưới nước bình thường ấy là nó sẽ không có rơi ra cái đinh ba đâu anh em nhá. Đấy mà chỉ những con đinh ba thôi. Chỉ những con mà nó cầm cái đinh ba ấy à, thì nó mới rơi ra cái đinh ba. Đấy, thế nên là khá là khó khăn đấy anh em ạ. À, sau khi xong cái này nhá, chúng ta sẽ dùng đến các diện thạch. À, chúng ta sẽ xây 4 cái cổng ở 4 phía luôn anh em ạ. À, và mỗi cái cổng là sẽ là một cái hình vuông mà có diện tích là 5x5 đấy. Đấy, như này này, đấy. Lên 3 ô, đấy, xong lại đặt cái đá cuội ra. Sang 3 ô, à. Lại đá cuội ra. Đấy, rồi mình làm nốt cái bên này là được. À, mình làm tương tự như vậy với ba cái bên còn lại luôn anh em ạ. Ok anh em, sau khi mà xong ngày nhá, là bây giờ là mình sẽ xây tường ở bên trong của các cổng này anh em ạ. Đây, xây tường bên trong là như này. Ok, sau khi xong cái này nhá là mình phá cái cột cái đi. À, mình không cần cái cột cái đâu. Ê. À, xong mình bơi ra ngoài này. Ok chưa? Sau đó là mình đi trên này. À, và mình lắp cái máy lại anh em ạ. Đấy. Rồi. Sau khi lắp cái máy xong là mình sẽ xuống trong này anh em ạ. Và mình sẽ dùng đến các cục hút ẩm của mình để mình làm khô cái này đi. Đấy, các cái miếng bọt biển đấy. Nào, khô đi các em này. Đấy, đặt nó vào đây này. Rồi. Ôi. Nó vẫn bị tràn nước vào à? Thế từ từ anh em ạ, để tôi làm cái lò nung, sau đó là tôi nung cái này đã, rồi thì tôi làm khô lại anh em ạ. Rồi, đấy, ngon ngay anh em ơi. À, nó thành một cái chỗ nhỏ nhỏ cho mình ở. Đấy, anh em thấy ok không? Hey, khá là ngon anh em nhá. Sau khi xong cái này này, bây giờ mình sẽ ra bên ngoài và mình xây cái bên ngoài. À, thì ra bên ngoài thì phá một cái chắp đo đi xong lại đặt nó lại. Tôi mong là bây giờ đặt nó lại thì nó sẽ vẫn chặn cái nước anh em ạ. Ôi, chết rồi, tôi đặt nhầm rồi. Rồi, đặt cái chắp đo chứ. Chắp đo, chắp đo, chắp đo. Nó có chặn nước không? Hình như có anh em ơi. Có không? Từ từ để tôi chui vào tôi nhỏ thử. Có anh em ạ. Đấy, có rồi. Rồi bơi ra. Nhặt cái cục ấy của mình đâu rồi? Cái hút ẩm của mình đâu rồi? Đây này. Tôi nhặt nó anh em ạ. Đâu rồi? Chứ không nó phí cái hút ẩm nó. À đây rồi, thì tôi có hai cái rồi. Ok anh em ạ. Đó, sau khi xong cái này nhá, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xây cái bên ngoài anh em ạ. Đây mình xây cái bên ngoài, mình sẽ xây cái này anh em nhá. Đấy, đặt cục đá này, xong đặt xuống như này này. À, mình đã tạo ra như này. Đặt tiếp xuống, ok chưa? Phá cái này đi. Sau bây giờ là mình cần đến các cái khối theo dõi. Đặt nó như này anh em nhá. Ấy chết cha rồi, tôi xoay tôi thở rồi. Mà tôi có mang theo rồi anh em ạ, tôi có mang theo rồi nên anh em đừng có lo. Đấy, chúng ta chỉ có thêm 8 phút nữa rồi đấy. À, cố gắng. Rồi, mình vứt luôn hai cái chai ra ngoài đi, không cần đâu. Đấy, sau khi xong cái này nhá, là bây giờ là mình sẽ đặt thêm đá ra anh em ạ. Đá đâu rồi? Đá ra. Đá ra baby ấy. Rồi đá ra. Đấy. Xong mình sẽ đặt thêm các cái khối nốt nhạc anh em ạ. Rồi. Xong rồi đến cái piston. Ôi chết rồi chết rồi chết rồi. Nhặt 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 nhặt. Hey. Đây piston đặt cái này anh em nhá. Mình sẽ đặt cái này. Đấy. Đặt nó hướng vào như vậy. Được chưa anh em. Xong mình phá các cái cục đá này ra.
Đấy. Ok chưa anh em? Sau khi xong cái này nhá, là bây giờ là mình phải đặt đá để mình chặn cái nước lại đây các bạn. Để mình chặn các cái nguồn nước lại. Đó. Đặt đá như vậy anh em nhá. Đấy, ở đây nữa này. Ok chưa? Xong mình phá đi. Đấy, mình đặt như vậy chỉ để mình chặn cái nguồn nước này thôi. Đó. Xong thì mình phải phá đi. Đấy, mình phá cả bên trong này luôn. Thế này là mình đã xong được một bên rồi đấy anh em. Đấy. Ôi chết rồi. Cái giày của tôi chết sao rồi, cái giày của tôi. Hả? Đặt nước vào đây anh em nhá. À thì mình đặt đá vào đây để mình tạo cho cái nước nó chảy đúng theo cái dòng, chảy đúng theo cái dòng này anh em ạ. Đó. Sau đó mình làm như vậy với cả ba cái bên kia được anh em ạ. Ok anh em ơi. Tôi đã xong cả bốn phía ở đây anh em ạ. À, thì anh em phải làm cho nước nó chảy đúng như này anh em nhá. À, thì bằng cách là anh em đặt thêm những cái khối đá này nó ở bên cạnh này. À, thì anh em sẽ làm nước nó chảy đúng như này. À, nước phải đúng như này thì anh em hoạt động rồi nhá. À, sau khi mà anh em xong cái này nhá, là bây giờ là mình cũng gọi là cũng xong cái phần người là phần nhiều đấy á. Mình sẽ đặt đến những cái tơ nhện anh em ạ. Đấy, đặt những cái tơ nhện ở trước bốn cái khối theo dõi, ba cái trước. Ôi trời ơi, chết cha, thế thì nó đẩy nó xuống à hả? Để tôi ôi chết cha, nó bị kẹt đây. Đây đúng không? Đặt tôi vào đây đúng không? Ơ mình đặt hết cả ba khối chưa nhỉ? Đặt hết chưa nhỉ? Ba cái à rồi, có ba cái rồi này, có ba cái rồi. Ok anh em ạ, có ba cái rồi, có ba cái rồi. Đó, mình sẽ đặt như vậy với cả ba cái còn lại thôi. Đó. Ok anh em ạ, sau khi anh em xong cái này nhá, là anh em sẽ đào đi các cái này. Nó tương ứng với bên trên chính là cái cổng đấy á, và anh em đặt cát linh hồn. Nhanh nhanh chứ không là tôi hết thuốc đây các bạn. Để tôi nhìn xem thuốc còn bao nhiêu này. Tôi có 34 giây thôi chứ chà, nhanh. Đây các bạn, bên này cũng vậy này. À, chúng ta, ủa chết cha rồi. Khỏe quá rồi ha. Hơi khỏe rồi. Rồi. Chẳng tôi hơi khỏe, anh em thông cảm. Đây, cái này cũng vậy này. À, cái này cũng vậy. Đó, đặt vào. Sau khi mình xong cái này anh em nhá, là mình sẽ bắt đầu là mình sẽ bật lửa cái cổng lên anh em ạ. À, là mình sẽ mở cái cổng vào rồi. Cứ bật lửa tôi đó rồi. Nhanh nào. Hết thuốc rồi. Mở cổng lên. Mở hết cả bốn cái cổng lên anh em ạ. Cái cổng này nữa. Rồi. Cái một cái cổng nữa được rồi đấy. Nào, cái cổng nữa nào. Ấy. Ơ vì sao cái cổng này thì là không được nhỉ? À. Trời. Tôi bị cái khối block. Rồi. Ok anh em ạ, sau khi xong cái này nhá. À thực ra là nó còn một cái cuối cùng. Còn một cái nữa đó là trứng rùa. Từ nãy giờ tôi đã đặt trứng rùa đâu, tôi quên mất đấy. Bởi vì làm vội quá tôi quên mất đây anh em ạ. Đây, trứng rùa chúng ta đặt như này anh em nhá. Sau khi mà anh em đã đi được vào trong cái chỗ này này, à, thì anh em sẽ đặt bốn quả trứng. Nó ở bốn phía đấy này. Một quả đây, một quả đây, một quả đây, một quả đây. À, sau đó là anh em chui qua. Đấy, thì cái lúc anh em chui vào thì anh em nhớ phá cắt linh hồn đi nhá, chứ không nhớ để anh em vào trong cái máy farm luôn đấy. Nguy hiểm. Đặt tôi vào. Ok chưa? À, chúng ta đã gọi là xong cái phần gọi là phần chính rồi đấy. À, bây giờ chúng ta chỉ cần xây từ đây thẳng đứng lên trên kia 115 tầng anh em ạ. Đấy. Thì chúng ta phải cách cái máy farm này 115 tầng á thì nó mới hoạt động được. Nhưng mà trước khi mà làm được như vậy anh em nhá, thì chúng ta phải xem cái tọa độ của cái cổng ở đây này. Đó, cái phần này là phần nó hơi rắc rối này. Đó. Xem tọa độ của cái cổng ở đây. Bật F3 lên. Chụp cảnh cái anh em ạ. Á. Ok chưa? Xong bây giờ thì tôi phải ra ngoài cái máy tính của tôi để tôi xem lại cảnh các bạn. À, để tôi xem lại xem là nó là tọa độ bao nhiêu. Sau đó là tôi sẽ chia cái tọa độ đầu và cái tọa độ thứ ba ấy. Nó cho số 8. Nó chia 8, chúng ta vào trong địa ngục và chúng ta xây nó đúng cái vị trí đây, mà nói chung là nó hơi rắc rối đúng không? Để từ từ để tôi làm cho anh em xem nhé. Ok anh em, đây thì là cái ảnh mà tôi vừa chụp vừa nãy đây. Thì anh em có nhìn thấy không? Đây nhá, thì là tôi đang nhìn vào cái cục hắc diện thạch nó của một trong bốn cái cổng ấy đúng không? Á, và cái targeted block này á, nó đang ở -3504 này đúng không? Và -3036 thì là cái số 42 nhá, thì nó chỉ là tầng thôi. Là hiện tại là mình đang đứng ở tầng thứ 42, nó không quan trọng. Nhưng mình chỉ chia cái số cho 8 này. Và mình chia số cho 8 này. Đấy, để tôi chia thử xem mà nó ra bằng bao nhiêu anh em nhá. -3504 này, chia 8 này. Ồ, nó bằng -438 luôn, thì nó là số ngon luôn này. Nó không lẻ luôn đấy các bạn, để tôi viết vào cái -438 á. À, và cái -3036 cũng chia 8 luôn anh em nhá. Đấy là bao nhiêu nhỉ?
À thì nó hơi lẻo, thế này thì là trừ 379,5 cơ. Nhưng mà mình lấy trừ 379 là được rồi anh em ạ. Đấy. Ok, sau khi xong cái này nhá, bây giờ mình sẽ vào trong địa ngục và mình xây nó ở đúng cái tọa độ trừ 438 và trừ 379 anh em ạ. Đấy. Mình xây mấy cổng địa ngục khác ấy, nó ở đúng cái tọa độ đó. Ok các bạn, đây thì tôi đang đi tới cái cổng địa ngục ở nhà của tôi đây. À và chúng ta cũng phải làm y hệt cái quá trình vừa rồi với cổng này anh em nhá. Chúng ta có phải xây lại một cái cổng khác ở trong địa ngục tương ứng với cái tọa độ của cái cổng này mình chia cho 8 đấy. Để tôi nhóm thử xem cái cổng này tọa độ bao nhiêu nào. Trừ 3550 à? Và trừ 2926 để chia 8 thử anh em ạ. Trừ 3550 này, chia 8 này là bằng trừ 443. Anh em đợi tí tôi ghi. Rồi. Rồi trừ 443 rồi. Trừ 2926 chia 8 trừ 365 anh em ạ. Trừ 365 rồi. Ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong cái cổng địa ngục này anh em nhá. Đấy, đây tôi đã cầm thêm 20 cái obsidian nữa rồi đấy. Đấy. Đấy, và sau đó chúng ta phá cái cổng này đi anh em ạ. Phá đi. Chúng ta xây lại cái cổng mới ở cái tọa độ tương ứng là trừ 443 và trừ 365. Đấy, cái tọa độ mà tôi vừa mới tính hết đấy. Đấy, nào, bật cái F3 lên được rồi thì tìm rồi xây rồi anh em ạ. Ok các em ạ, đây này. Đây chính là cái vị trí đây. Đây, trừ 443 và trừ 366 đây. Đấy, đây. Đúng không? Đây, thì đây thì mình lùi tí nhỉ. Đấy, trừ 365. Đấy, ngon chưa? Bây giờ chúng ta xây nó ở đúng đây các em nhá. Đấy, mình đặt nó như là. Đấy, chúng ta... Ôi dồi ôi. Ôi dồi, nó láo thật. Đang xây máy farm. Hay là chả lẽ là tôi lại xây máy farm con quỷ lửa nhỉ? Nó láo quá anh em ạ. Đấy, người ta xây cái này nhá. Ủa ôi, cái thanh kiếm của tôi khỏe quá, tôi chém rơi mấy que luôn này. Đấy, cổng mới ở đây anh em nhá. Đây, phá này đi nữa này. Đấy, sau đó là chúng ta sẽ đi tìm cái tọa độ của cái cổng cho máy farm đấy. Đấy, và chúng ta xây nó. Đây, cái cổng này là cổng của nhà mình nhá. Úi dồi ôi, từ từ. Rồi, để tôi giết con này đã anh em ạ. Láo. Láo thật. Quá láo anh em ạ. Chúng ta có cái tọa độ của cái cổng cho máy farm đó là trừ 438 và trừ 307 đúng không? Bây giờ tôi sẽ đi tìm cái tọa độ đấy các bạn. Đây anh em, chúng ta đang đứng ở tọa độ trừ 438 và trừ 307 ở đây á. À, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xây cái máy farm này ở đây. Nó chính là cái ổ ở đây. Đấy, xây nó luôn. Đấy, mà chắc là tôi nên xây xuống một ô nhỉ. Chắc là để tôi đào đi xây xuống một ô cho đẹp. Đây anh em ạ. Đợi tí. Rồi, à, mình đào đi. Đấy, xong mình xây xuống một ô. Ok chưa? Đấy, mình đã xây cái cổng. Thì anh em biết tại sao mình phải chia 8 không? Bởi vì mình đi trong địa ngục là nó nhanh hơn 8 lần mà. Thế nên là cái tọa độ là nó cũng nhanh hơn 8 lần luôn đấy. Đấy, thì là đơn giản đấy. Đó là cái cổng mà tôi đang xây này. Nó là cái cổng mà chốc nữa cái bọn sắc sống dưới nước ấy, nó sẽ chui ra. Đấy, chúng ta sẽ farm nó ở dưới nước. À không, chúng ta farm nó ở trong địa ngục chứ. Đấy, còn cái cổng mà vừa nãy tôi vừa mới xây ở chỗ bên kia kìa, là cái cổng mà mình sẽ đi ra anh em ạ. Ok chưa? Đấy, anh em nếu mà anh em không hiểu gì liền thì anh em cứ hiểu đơn giản như vậy là được. Đấy, mình xong này rồi anh em nhá. Bây giờ mình xây nốt cái chỗ farm ở đây anh em ạ. Ok anh em, tôi xong rồi đó. Đấy, sau khi mình có chỗ farm này rồi là mình đặt cái chắp đo vào này này. À, để cho những anh xác sống là anh không có nhìn đến mình. Đấy, trong đó là khi nào mà chúng nó rơi xuống thì mình cứ đứng đấy mình quạt thôi đúng không? Đấy, rất là phê anh em ạ. Cực kỳ phê. Đấy, mình xong rồi đây anh em ạ. Bây giờ là tôi sẽ phải quay trở lại cái cổng vừa nãy, là tôi phải quay trở lại thế giới thực đấy. À, và chúng ta sẽ xây cái chỗ để chúng ta AFK farm thôi. Đấy, cái đấy là cái bước cuối cùng đấy anh em ạ. Ok các em ơi, thì hiện tại tôi đang ở cái chỗ máy farm rồi. À, thì bây giờ chúng ta phải từ máy farm chúng ta xây lên 115 block anh em nhá. Chúng ta đang ở tầng thứ 47 anh em ạ. À, vậy nên là bây giờ chúng ta sẽ xây lên đến tầng thứ 47 cộng 115. À, là chúng ta xong rồi đấy anh em ạ. Ok các em ơi, chúng ta tới tầng thứ 162 rồi đây. À, sau khi tới đây, ủa ôi. Anh em thấy cái máy farm của tôi nó hùng vĩ chưa, nó cao chưa? Đấy, sau khi tới đây nhá, là chúng ta đã xây ra một cái chỗ để chúng ta đứng anh em ạ. Chúng ta đứng thì chúng ta thôi cứ xây bằng cái đá cuội luôn đi cho đẹp nhỉ. Đấy. À, sau khi xong cái này nhá, thì đấy, mình có chỗ này để mình AFK được rồi anh em ạ. Bây giờ tôi sẽ xây một cái chỗ để tôi đứng tôi AFK thôi. À, sau đó là tôi sẽ AFK ở đây thử một tiếng xem là chúng ta sẽ có bao nhiêu con xác sống ở dưới địa ngục của chúng ta anh em nhá.
Ok anh em ơi, thì tôi đang đứng ở cái máy pha món chết đuối đây. Đây thì anh em có thể thấy là chúng nó ra khá là ít anh em ạ. Và tôi thấy cái tình trạng này có vẻ là giống với tình trạng của cái máy farm quái vật. Anh em nhớ cái máy farm quái vật không? Lúc ấy là chúng nó ra khá là ít đấy. Về sau là tôi phải giảm cái độ cao nó của cái điểm mà mình áp ca xuống đấy. Nên là tôi nghĩ cái máy farm này chắc là cũng là do cái điểm áp ca quá cao. Nhưng mà thực ra là tôi xây cái điểm áp ca cao như vậy là đúng với cái đề xuất của cái video đấy. Mà chắc là bản cập nhật chắc nó sửa lại hay sao ấy á. Nói chung là để nào mà tôi upline theo hoặc là để nào mà tôi rảnh thì tôi sẽ sửa lại cái máy farm anh em ạ. Tôi sẽ xây cho cái điểm áp cao thấp thấp xuống. Đây thì tôi phải nói thật với anh em là nếu mà anh em nào mà để ý chi tiết cái lúc mà tôi chia cái định vị ấy thì anh em sẽ biết là tôi chia nhầm đúng không? Tôi chia kiểu gì mà tôi nhìn ở trong tà nháp kiểu gì mà tôi xây cái cổng ở trận phía kia. Thực ra là phải chia ở đây mới đúng anh em nhá. Đấy. Đấy, thế này là tôi đã sửa lại cái cổng qua đây rồi anh em ạ. Đây thì anh em có thể thấy là nó có một thằng mà nó cầm cái đinh ba đây này ấy. Anh em thấy cái gậy của nó chưa? Đấy, ở trên là cái đinh ba. Chỉ khi mình giết thằng đấy là nó mới có khả năng rơi đinh ba anh em nhá. Là chỉ có 11% đây anh em ạ. Chúng ta cùng thử vận may anh em nhá. Ui giời. Đâu rồi? Đây này. Thằng này. Đâu rồi? Đây này. Sao? Thì nó có rơi ra cái đinh ba không? Không à? Không anh em ạ. Không, có vẻ là tôi khá là xui xẻo đấy anh em ạ. Đấy, nó không hề rơi đinh ba anh em ạ. Được rồi, thôi kệ đi. Không quan tâm anh em nhỉ. Đấy, để nào mà tôi upline tôi sẽ sửa lại cái máy này anh em nhá. Ok anh em, thì buổi hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã xem đến tận đây. Tạm biệt anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em ở video lần sau. Yêu anh em rất là nhiều.